Vậy lúc khó nổ ai chịu trách nhiệm anh? Thì tất nhiên rồi anh em, cái máy anh em mua bên Thiện rồi, khó nổ thì Thiện chịu trách nhiệm với anh em ra nữa đúng không? Anh em đi mua cái gì cũng vậy chứ, anh em đi mua xe máy nếu nó có trục trặc thì anh em lại đem lại cái chỗ cửa hàng mà anh em mua, người ta sẽ chịu trách nhiệm với anh em. Anh em mua chiếc ô tô ha, có trục trặc gì vấn đề gì thì anh em sẽ đi quay lại cái chỗ mà anh em mua ô tô, người ta sẽ chịu trách nhiệm với anh em. Còn anh em mua máy của Thiện thì Thiện sẽ là người có chịu trách nhiệm với anh em. Còn trên video Thiện quảng cáo với anh em á, Thiện quay cho anh em xem á, Thiện giật một cái nó nổ, thẻ tự do nó nổ ha, con tôi quay sau đây. Mà về anh em giật thử ha, anh em kiểm tra hàng em giật thử, nếu mà anh em thẻ tự do nó không nổ thì anh em trả hàng lại Thiện. Anh em mua hàng của Thiện á, anh em được kiểm tra hàng mà đúng không, kiểm tra thoải mái xem thử nó đúng như là Thiện quảng cáo hay không, và đúng như trên video hay không, hàng chính hãng hay không, kiểm tra thoải mái mà anh em, đâu phải là Thiện không cho anh em kiểm tra đâu đúng không. Còn nếu mà trên video Thiện giật một cái nổ, Thiện thả nó thôi nó nổ, mà về tới anh em á, anh em thả nó không nổ thì anh em cứ trả hàng lại Thiện đây, anh em yên tâm không mất 1.000 nào hết của anh em hết nha. Còn về vấn đề mà dùng 3 năm, 5 năm sau thì cái máy cắt cỏ hoặc là cái máy cưa hoặc bất cứ cái máy gì cũng vậy, nó sẽ có hao mòn chứ anh em đúng không. Máy gì cũng vậy, xe máy, ô tô, rồi thậm chí cái nhà của anh em cũng vậy ha. Chúng ta dùng nó sẽ có thời gian hao mòn và nó sẽ xuống cấp. Thì nó và cái thời gian hao mòn và xuống cấp đó nó tùy thuộc vào mỗi người nữa nha anh em. Chẳng hạn như cũng là một con tơ Y6 này đúng không, nhưng một người biết cách dùng, dùng nhớt xịn nè, rồi bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên nè, lọc gió thay thế thường xuyên nè, thì chắc chắn rồi dùng 3 năm, 5 năm sau nó mới hư. Còn cũng một con máy đó, cũng con tơ Y6 này, nhưng mà vào một người dùng nhớt tầm bậy, rồi lọc gió không bao giờ vệ sinh, rồi dùng máy thì ít tải máy, thì đảm bảo anh em luôn, dùng 3 tháng là nó hư rồi, đừng nói mình tới 6 tháng đúng không. Nên một cái máy mà nó khi nào nó hư á thì nó tùy thuộc vào cái người sử dụng rất là nhiều. Còn khi anh em đã mua máy bên Thiện rồi thì Thiện sẽ người chịu trách nhiệm với anh em ha. Còn nếu mà trong quá trình nó bảo hành á mà lỗi do nhà sản xuất thì Thiện sẽ chịu trách nhiệm với anh em, công ty ha, Mitsubishi thì họ sẽ chịu trách nhiệm với anh em. Còn nếu mà lỗi do anh em, nó như lúc này Thiện nói với anh em á, về dùng mà bộ bẻ rồi nhớt nhau không kỹ càng á, thì chẳng hạn như là cho anh mượn nó không phải nhớt, dùng nửa bình xăng thôi là nó đi rồi, đâu cần tới 3 tháng đâu đúng không. Nên một cái máy cỏ máy gì cũng vậy, thậm chí cái người chúng ta rồi anh em thấy không, cái người bản thân mình luôn nè, bản thân Thiện hoặc là bản thân của anh em gì trời giá bao nhiêu vô giá đúng không, nhưng mà lâu lâu chúng ta vẫn bị cảm hơi sổ mũi đi bác sĩ, đó là chuyện bình thường đúng không. Một máy móc cũng vậy, lâu lâu nó có hắt hơi sổ mũi một tí thì chúng ta đi sửa chữa là chuyện bình thường, nhưng mà cái quá trình mà anh em sử dụng á, anh em biết cách bảo quản, biết cách bảo dưỡng là giống như con người chúng ta nè, chúng ta ra đường chúng ta bảo dưỡng bảo quản, rồi không ăn chín uống sôi, không ăn tầm bậy tầm bạ đúng không, không phải là cứ gặp cái gì cũng ăn, rồi gặp phải ăn chín uống sôi rồi lạnh phải phải biết áo thì lâu thì nó sẽ ít bị bệnh hơn một người là trời lạnh mà anh em cứ cái phanh cái thay không anh em phơi ra ngoài đường thì trời lạnh thì nó sẽ cảm nhận hậu sổ mũi, thì cái máy nó cũng vậy đó, nên em hình dung nó đơn giản. Còn một cái máy mới như thế này thì quảng cáo là rất là dễ nổ, tới nơi anh em kiểm tra anh em giật anh em không có dễ nổ, trả hàng về Thiện rất đơn giản nha. Còn hàng bên Thiện bán anh em yên tâm, có gì thì Thiện nói cái đó chứ không có mà kiểu như là hàng tầm bậy mà Thiện nói hàng chính hãng ha, anh em yên tâm nha. Rồi ok, đó là câu trả lời dành cho anh này nha.